everyone, happy Easter day. Chúc mừng Phục Sinh đến tất cả quý cụ, ông bà và anh chị em. So today is the very significant day. Jesus has risen and just came back from church. So did pray for everyone to have peace, to have God's blessing. And especially praying for my dad and Anh Nhật and all of those who have passed away. I believe in Jesus that Jesus died on Friday, Good Friday, but then 3 days after he has risen, so therefore he bring us hope. So those of you who know about Jesus, we all know that today is a significant day, a blessing to all mankind. But those of you who don't know about Jesus, I suggest that you do. Jesus have changed my life from a sinner. And, you know, I've been through all of that doubting feeling and, you know, really never got to understand Jesus and the whole purpose of him coming to save us. But now I do, and I have been saved. So those of you who don't know about Jesus, feel free to Google, find a church, ask the people who are Catholics, anyone who that you feel that can help you understand more about Jesus. So just want to wish everyone a blessed Easter Sunday. May God protect you, bring you peace, and especially give you hope that even in the darkest times of life, there's hope and there is light, and Jesus is that light. Cho nên hôm nay thì mừng ngày Chúa Phục Sinh, thì mới đi lễ về các bạn. Và hôm nay cha có chia sẻ một cái bài giảng mà Kelly thấy rất là hay. Thì buồn. Thì hôm nay cha có chia sẻ rằng là Chúa chết hôm thứ sáu, Good Friday, là nghĩa là Kelly không nhớ từng chữ từng lời mà cha giảng, nhưng mà tóm tắt lại theo cái hiểu của Kelly sau khi nghe bài giảng của cha, thì cha chia sẻ rằng là Chúa đã chết hôm thứ sáu, Good Friday, nhưng mà hôm nay Chúa đã sống lại. Thì đó cho chúng ta một cái niềm tin các bạn. Hồi xưa thì thậm chí cái này cũng là Kelly luôn, lúc xưa mình biết có Chúa nhưng mà mình không hoàn toàn tin là Chúa có thật hay không, hay là nó chỉ là trong cái điều mình nghe, cái điều mà mình biết thôi, mình không thật sự cảm nhận và mình không thật sự thấy. Nhưng mà như Kelly đã chia sẻ trong cái really long video mà Kelly share vào tối hôm thứ sáu, thì như Kelly nói rằng 14 chặng đường khổ nạn của Chúa Giêsu, thì Kelly rất may mắn là Kelly được trải nghiệm những cái chặng đường đó theo cái way của Kelly. Cho nên đương nhiên không có cuộc khổ nạn nào và không có cái chết nào mà đau đớn hơn là của Chúa Giêsu. Nhưng mà những cái gì mà Chúa đã trải qua và những gì mà Chúa đã dạy á, thì Chúa là cái người đi trước. Thường thường nếu mà các bạn có một cái người nào mà các bạn ngưỡng mộ, một cái idol, hay là một người mà các bạn look up to, thì các bạn luôn thấy là người ta làm trước rồi mình mới làm sau. Hoặc là cái người leader, cái người lãnh đạo của mình, họ là cái người xưng phong, họ làm gương cho mình để mình thấy được và mình làm theo. Thì trong trường hợp của Chúa Giêsu thì Chúa đã xuống tới làm người như một người bình thường như Kelly hoặc là các bạn, và sau đó Chúa đã chịu chết cũng giống như chúng ta cũng phải chết. Và trong cái chết của Chúa không phải là chết một cách bình thường, nằm trên giường chết, hay là Chúa bị người ta bắn chết, hay là bị, nghĩa là những cái chết mà mình thường thấy trong cuộc sống. Nhưng mà Chúa bị một cái khổ hình các bạn, có nghĩa là một cái sự hành hạ khủng khiếp về tinh thần,
lẫn thể xác, đó là Chúa bị đóng đinh trên cái thánh giá. Và trước khi bị đóng đinh là Chúa đã bị đánh, roi đòn, bị mạ lì, bị vu khống, bị những người thân môn đệ học trò của Chúa phản bội. Cho nên những cái gì mà Chúa trải qua thì những người chúng ta cũng có trải qua trong cuộc sống. Có thể là không giống như thế, nhưng mà cái cảm xúc và cái cảm giác của chúng ta và cái lo sợ của chúng ta và cái trải nghiệm của chúng ta cũng giống như Chúa 2000 năm về trước. Cho nên khi mà Kelly chia sẻ 14 chặng đường mà Kelly đã trải nghiệm trong cuộc sống riêng cá nhân của Kelly, thì Kelly rất hạnh phúc là được ơn Chúa Thánh Thần để cho Kelly cảm nhận được cái chặng đường mà Chúa đã đi qua. Và qua đó Kelly càng tin và càng khẳng định là Chúa có thật và Chúa đang hiện diện với Kelly qua những người anh em, gia đình, bạn bè, những người cùng chung chí hướng, những ông bà, anh chị em trong cộng đồng, hay là trong cuộc sống của Kelly mà Kelly đã gặp, sẽ gặp. Cho nên vì thế khi mà Chúa bị những cái cuộc khổ nạn mà Chúa đã trải qua hôm thứ Sáu là Good Friday, thì Chúa cho chúng ta thấy rằng là cái cuộc đời này, những cái đau thương, những cái khổ, những cái xung đột, những cái bất hòa, những cái tính con người trong cuộc đời này, nó là cái việc không thể tránh được. Chúng ta sẽ bị đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta cũng, ai cũng sẽ phải bị chết. Nhưng chính vì ngày hôm nay Chúa phục sinh, Chúa chết một cách đau thương, và cái đó là do con người làm ra, người ta đóng đinh Chúa. Nhưng mà nếu mà Chúa không chết thì nó sẽ không có một cái kết thúc, nó sẽ không có một cái hậu quả để cho con người ta nhìn lại những cái tội lỗi và những cái sai lầm của họ khi họ làm những cái chuyện mà họ làm. Cho nên cái việc mà Chúa chết, thì lúc đầu Kelly tự hỏi là nếu mà Chúa không chết thì có được hay không? Tại vì khi Chúa chết thì mọi người đều đau thương, những người thương Chúa đều tan nát trong cõi lòng. Cho nên nếu mà Chúa không chết thì câu chuyện và cái lịch sử sẽ viết như thế nào? Nhưng mà hôm nay cha có chia sẻ, thì theo Kelly hiểu là mọi sự phải hoàn tất. Cái việc mà Chúa chết và Chúa bị khổ hình, bị hành hạ, bị những cái khổ đau đó để chuộc tội cho chúng ta, thì nó mới nói lên một cái tình yêu vĩ đại, một tình yêu vô điều kiện. Và đó cũng dạy cho chúng ta là trong cuộc đời chúng ta cũng phải có những lúc chúng ta phải thương và yêu vô vị lợi, thì chúng ta mới hiểu được cái tình yêu thật sự là như cái gì, là như thế nào. Và đó là không có gì cao cả hơn bằng cái tình thương mình hy sinh cho người mình yêu, mình chết cho người mình yêu, và mình bỏ những cái điều mà mình ham muốn, hay là những cái gì mà mình có nghĩa là mình bỏ đi cái ích kỷ của mình vì một người khác, thì cái đó chúng ta đã đi đến một cái level mà mình thật sự yêu. Cho nên cái chết của Chúa thì theo Kelly hiểu bây giờ là nó phải xảy ra, là Chúa đã dùng cái mạng của Chúa, cái thể xác của Chúa và cái hành động của Chúa và cái teaching của Chúa để dạy cho chúng ta yêu thật sự là như thế nào, và yêu cho đến chết, yêu cho đến cùng. Thì có thể vì cái tình yêu thương đó mà nó mới thánh hóa được những người tội lỗi, chứ đâu phải ai sinh ra cũng là thánh thiện, ai sinh ra cũng là theo Chúa, yêu Chúa, mến Chúa đâu. Riêng Kelly hồi xưa không những không yêu Chúa mà còn chửi Chúa, trách Chúa, rồi phản bội Chúa nữa, bỏ Chúa đi qua một cái đạo khác. Nhưng mà dù cho như thế, thì cho tới ngày hôm nay các bạn nào mà quen biết Kelly thì thấy rằng Kelly được rất là nhiều ơn của Chúa. Và cái đó là dạy cho Kelly á, là Chúa không phân biệt người tốt hay người xấu. Bao nhiêu cái quá khứ hồi xưa của mình, dù cho có sai lầm
cỡ nào hay là tồi tệ cỡ nào, nhưng mà nếu mình ăn năn hối cải và biết quay lại cùng Chúa, tìm về Chúa, thì Chúa sẽ không bao giờ từ chối mình. Và đây là một nhân chứng sống đây các bạn. Kelly hồi xưa là xấu lắm, nhưng mà cho tới ngày hôm nay, Chúa đã, cái tình thương của Chúa đã thánh hóa Kelly. Và cái chết của Chúa, tuy rằng một cái chết rất là đau thương trên cây thập giá, nhưng mà chính vì cái chết đó đã làm cho Kelly hiểu rằng là mình không xứng đáng. Nếu mà mình muốn cho cái chết của Chúa nó có cái giá trị, nó có đáng, thì mình phải thay đổi. Còn nếu mà Chúa chết mà mình vẫn như cái tánh xấu của mình vẫn như hồi xưa, thì cái chết của Chúa thật sự là tiếc và thật sự là vô ý nghĩa. Cho nên cái chết của Chúa ngày thứ sáu phải xảy ra. Thì 3 ngày sau Chúa sống lại. Thì trong cái chết nó cũng nói lên những cái đau khổ của chúng ta trong cuộc sống, những cái phản bội, những cái buồn phiền, những cái nặng nề, những tất cả những cái gì mà mình thấy khổ ở trên đời này. Thì cái đó là cũng là cái nghĩa cho cái chết trong ngoặc kép. Cũng giống như khi ba Kelly và anh Nhật mất, thì Kelly như chết trong lòng, không tìm được cái niềm bình an, không tìm được cái tình yêu thương nữa. Nhưng mà nhờ Chúa phục sinh, Chúa cho mình cái niềm tin rằng người mình thương mất đi, họ không chết, nhưng mà họ chỉ ở một nơi khác, họ đi trước một nơi khác để họ chờ mình. Và một ngày nào đó, tất cả chúng ta đều sẽ gặp lại nhau. Thì Chúa chết ngày thứ sáu và Chúa sống lại ngày hôm nay, Chủ nhật, Easter Day. Thì Chúa cho chúng ta thấy rằng Chúa nói được, Chúa làm được. Và những gì Chúa nói, những gì Chúa giảng dạy, Chúa là cái người xưng phong đi trước để cho chúng ta thấy cái gương. Thì qua cái phục sinh của Chúa các bạn, Kelly tin là những cái mất mát và những cái đau trong trái tim của Kelly khi mà không còn ba hoặc là không còn anh Nhật, nó đã lấp đi bằng cái niềm tin, bằng cái tình yêu thương và cái sự cố gắng để mình quý cái cuộc sống này và mỗi ngày sống tốt hơn, làm nhiều hơn, làm thay cho ba, làm thay cho anh Nhật những gì mà ba và anh Nhật đang làm dở dang. Thì bây giờ Kelly cùng với các anh chị em đồng hành của Better Future for Kids, của Outside Canada, của Taste of Việt Nam, của Taste of Southeast Asia, những cái lý tưởng mà anh Nhật và ba đã cùng xây dựng và bây giờ đã bỏ dở dang. Thì cái sự phục sinh của Chúa cho Kelly cái niềm tin và cái can đảm để tiếp tục cuộc sống này và đối diện với những cái sự thử thách sắp tới, với một cái lòng mà bình an và phó thác. Sợ thì vẫn sợ, là tại vì gian nan mà các bạn, thánh giá phải vác, thì đương nhiên mình là con người, mình yếu đuối, mình mỏng giòn, mình sợ. Nhưng mà có Chúa cùng đi, cùng đồng hành, thì cái sợ đó nó bớt đi rất nhiều và mình không cảm thấy là mình đi một mình. Cho nên nhân ngày Easter Day, ngày phục sinh, Chúa đã sống lại, Chúa thật sự đã sống lại. Và mình tin cái đó các bạn, tin cái đó. Và Kelly thấy được cái phục sinh, cái ý nghĩa của phục sinh là mình bỏ đi cái thật xấu của mình bỏ đi cái hận thù, ganh ghét, những cái thói hư mà làm cho mình mất hòa với anh em, làm cho mình xa lánh Chúa, làm cho mình tội lỗi. Thì ngày Chúa phục sinh đã mang cho mình
cái niềm hy vọng và mang cho mình cái tình yêu thương, là Chúa yêu thương mình thì mình cũng yêu thương lại những người anh em của mình, và thậm chí những người mà đóng đinh Chúa, đánh đập Chúa, hành hạ Chúa, mà trước khi Chúa cất hơi thở cuối cùng, Chúa cũng còn cái tình yêu thương mà xin Chúa Cha tha tội cho họ vì họ không biết những điều họ làm. Cho nên đối với Kelly á, bây giờ Kelly mới hiểu được là nếu mà Kelly phạm tội làm Chúa phải chết vì chuộc tội cho Kelly, Kelly đi nhà thờ, Kelly xin Chúa tha tội cho mình, Kelly xin Chúa nâng đỡ mình, xin Chúa đồng hành cùng mình, xin Chúa đừng trách tội mình, mà ngược lại mình không tha thứ cho những người mà làm mình buồn lòng, hay là mình không tha thứ cho anh em của mình, hay cho những người mà đã làm mình tổn thương, thì làm sao mà mình xứng đáng dám mở miệng mà xin Chúa tha thứ cho mình. Đương nhiên những người mà mình không hợp, hay là đã từng phản bội mình, hay là những người đã từng hại mình, thì đương nhiên mình sẽ tránh xa. Có nghĩa là mình không thù oán, mình không ganh ghét, nhưng mà mình sẽ tránh xa. Tại vì có thể hai tư tưởng hay là hai cái quan niệm nó không có đi cùng với nhau là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà vì tình yêu thương và vì mình tin vào Chúa thì mình giải hòa, mình có sự hòa bình, mình có cái sự tôn trọng, dù rằng không hợp mình vẫn tôn trọng, và mình không hại nhau, và mình không có mang đến cái sự không bình an cho nhau. Thì đó là cái điều mà Kelly học được về ngày Chúa Phục Sinh. Cho nên Kelly mất hết 41 năm mới cảm nghiệm được cái ý nghĩa và cái triết lý, không phải, nghĩa là I understand the true meaning of Good Friday and Easter Day, and I feel it is an extreme blessing, and I guess that God had to let me go through all the sorrows, all the pain, all the challenges, and even those challenges became a cross that was extremely heavy for me to carry at that moment when I was going through it. But now that I overcome it with my faith in God and with my prayers and with my friends and family help that God have sent to me, I had overcome that, and I feel like I have risen from my pain, just like God have risen from the death today. So you know, it's so overwhelming, and it's such an incredible feeling that I feel this Holy Week of 2024, which I have never felt before. So I hope that those of you who have been through sorrow, those of you who are losing a loved one, those of you who are going through tough times, speaking from a witness, from một người nhân chứng, I'm telling you to find God. And if you're willing to find Him, and if you open your heart to find Him, He will be there. He has always been there. He has never left anywhere. But it's us, we don't open our eyes to see Him. And you really see Him through the life around you, the people around you. That's how He shows that He's with you. It's the life and the people around you. So there is hell, which is the bad things and the painful thing that happened to you. But if you look at the blessings and the good things and the people around who help you and those who lift you up, that is the people that God sent, you know, thay mặt cho Chúa, to help us. And I extremely see that in everyone, those around me. So that is my personal experience that I have experienced this year. And I want to share that with you, and I want to tell you, go be a voice. Those of you who are like me,
have sinned and got được Chúa đã for a sinner like me, and God have changed me and bring love into my heart despite of all the heartache that I have been through. I know that He will do the same for you. So I pray on this holy Easter Sunday that God be with you. God be with you, bring peace to you, and let you see or help you to see His presence in your everyday life like He did for me. So that's what I've learned today. And while I was sitting in church today, another thing I you know, nhờ Chúa Thánh Thần mà Kelly ngồi, tự nhiên không biết tại sao mình cảm nhận cái này, nhưng mà Kelly cảm nhận một điều nữa là mình tin Chúa thì mình là a voice, mình là nhân chứng, mình là cái người mà you know, witness cho Chúa. Thì qua cử sự ăn nói và cái cách chúng ta sống, chúng ta là cái example thực tế nhất. Thì á, Kelly không biết các anh chị có giống như Kelly không, nhưng mà hồi nào tới giờ Kelly đi lễ thì Kelly chỉ chào những người mà mình quen, thì mình gặp người quen của mình hay là các phụ huynh, các em học trong St. Gabriel Band, hay là những anh chị mà Kelly quen biết trong cộng đồng mà có gặp khi đi lễ. Thì khi mà mình gặp những người quen thì mình chào, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà có những lúc, cả hai mươi mấy năm nay khi mà Kelly đi lễ, có những lúc mà Kelly ngồi bên cạnh một anh chị em của mình là một người giáo dân khác mà Kelly không quen biết, mà ngồi cạnh một năm trời hay là mấy tháng trời mà cũng không biết tên người ta, và cũng không biết họ, chỉ biết mặt nhưng mà không bao giờ mà mình biết tên họ. Thì khi mà đi lễ á, nhà thờ là nhà của Chúa và chúng ta là anh em với nhau. Cho nên Kelly ngồi, Kelly nghĩ rằng là mình đi lễ mà cả cái người ngồi bên cạnh mình không hỏi thăm, mình không hỏi tên họ và không biết tên họ, thì thật sự cũng không khác gì mình đi vô một cái buổi họp. Thí dụ mình, người nào mà đi conference hay người nào mà đi họp hội nghị gì đi, mình đi vô, mình nghe xong mình đi về, mình không có tiếp xúc với ai, mình cũng chẳng chào hỏi ai, mình cũng không có liên quan tới ai. Nhưng mà Kelly ngộ ra một điều rằng là nhà Chúa là tình thương, mà khi mà mình đến mình gặp anh em của mình dù chưa biết, nhưng mà từ nay Kelly sẽ tập cái tính là Kelly sẽ chào hỏi, Kelly sẽ chào cô khỏe không, chúc bình an cô, và con là Kelly, xin hỏi cô tên gì. Có nghĩa là mình sẽ chủ động và mình quen biết anh em của mình ngồi bên cạnh hay là trong nhà thờ. Kelly sẽ không có xem như là mình đi nhà thờ gặp Chúa xong mình đi về, tại vì Chúa không hiện ra để mà nói chuyện với mình hay tiếp xúc với mình, nhưng mà Chúa hiện diện trong những anh em, gia đình, bạn bè và những người trong cuộc đời của mình. Và nếu mà Kelly bỏ cái tính mà shy, mắc cỡ, hoặc là cái tánh mà mình không muốn nói chuyện người ta phải nói chuyện với mình trước, bỏ đi cái tính đó, thì sau này Kelly sẽ tập là khi mà mình chủ động mình làm quen anh em của mình thì mình sẽ có thêm một người anh em, một người thân. Thì đó là một điều mà Kelly hôm nay đi lễ mà Kelly cảm nhận được. Và không biết tại sao hồi nãy giờ không cảm được cái lý lẽ này. Và có Kelly bây giờ suy nghĩ lại, có nhiều anh em trong ca đoàn hay là trong nhà thờ mà Kelly gặp mỗi tuần nhìn mặt rất là quen, cũng khoảng cả 2, 3, 4 năm trời, thậm chí có những người mà Kelly đã gặp cả 15, 18 năm nay mà cũng không biết tên, đi gặp nhà thờ gặp nhau cười xong rồi thôi, chứ không bao giờ mà hỏi thăm. Thì Kelly sẽ thay đổi cái đó, là Kelly mới ngộ cái đó
sau ngày hôm nay. Cho nên nhiều lúc một cái lời hỏi thăm hay là mình quan tâm với một người anh em của mình, trong lúc có thể họ ở ngoài nhìn rất là bình thường, đi lễ vui vẻ, nhưng mà không biết được ở nhà người ta có một cái nỗi buồn gì, có một cái sự cô đơn gì, hay là có một cái không bình an. Và có thể một cái lời chào hỏi của mình, một cái sự quan tâm của mình, người ta có thể thấy Chúa hiện diện. Cho nên vì thế, như Kelly nói rằng, Kelly luôn cảm nhận và thấy được cái sự hiện diện của Chúa. Không phải là Chúa hiện ra trước mặt Kelly và nói hi Kelly hay là cha giúp con, nhưng mà Chúa hiện diện với Kelly qua những người bên cạnh, anh em, gia đình, bạn bè, các thiện nguyện viên, các quý ân nhân, các người làm trong tiệm tóc, những khách hàng đến mà Kelly có. Cho nên Kelly tạ ơn Chúa là mùa phục sinh năm nay, năm 2024, sau 40 năm thì Kelly đã được Chúa Thánh Thần soi sáng cho hiểu được cái ý nghĩa của Good Friday và hiểu được cái ý nghĩa của phục sinh, và hứa với Chúa là mình sẽ hoàn thiện hơn, mình sẽ sống tốt hơn, và mình sẽ cố gắng mang tình yêu Chúa đến với mọi người ở khắp mọi nơi qua hành động, lời nói, cử chỉ của mình. Thì hôm nay đi lễ tiếng bữa nay ngắn hơn các bạn. Mấy bữa nay thì đi lễ là 2 tiếng cho lên, nhưng mà hôm nay lễ ngắn hơn, chỉ có 1 tiếng 15-20 phút thôi, và ngắn hơn nhiều. Cho nên trong 1 tiếng 20 phút đó thì Kelly đã cảm nghiệm được một cái chân lý mới. Và đó là lý do vì sao mà nhiều lúc mình nghĩ rằng mình thắc mắc, mình nghĩ ôi Chúa ở mọi nơi, mình không cần đi lễ cũng được, mình ngồi ở nhà cũng có Chúa. Nhưng mà thật sự á, lời nói không có hành động là lời nói chết. Và Kelly cũng là một trong những người hồi xưa rất là lười biếng, không đi lễ và diện đủ cớ hết. Tự nhiên tới lúc mà đi lễ là buồn ngủ, tự nhiên tới lúc đi lễ là đau bụng. Đó nghĩa là đủ lý do mà Satan cám dỗ không đến cho Chúa, không đi lễ nhà Chúa. Nhưng mà bây giờ Kelly mới hiểu rằng là khi đến nhà Chúa, có Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, khi mà mình rước lễ, mình rước Chúa vào lòng, Chúa mang cho mình sự bình an. Và đó là lý do vì sao mà trong lúc ba Kelly bị bệnh nằm ở bệnh viện, ba Kelly cứ khao khát không đòi đi đâu, không đi ăn cái gì, mà ba chỉ cầu xin và cứ luôn nói với Kelly, ba muốn đi lễ, ba muốn đi nghe lời Chúa, ba muốn rước mình thánh Chúa. Thì qua ba của Kelly, Kelly mới thấy được rằng là cái sự quan trọng đi lễ. Và đi lễ chỉ quan trọng khi mình thật sự bỏ tâm mình vào nha. Còn như Kelly hồi xưa mà đi mà cái đầu óc nó nằm ở ngoài nhà thờ hay là nghĩ về cái gì vớ vẩn, thì đương nhiên là mình không tập trung, mình không bỏ lòng vào khi mình thăm tới Chúa, thì đương nhiên là mình không có cảm nhận cái gì hết rồi. Ngoài ngồi đó cả tiếng đồng hồ nghe cha giảng rồi nghe cả đoàn hát, mình sẽ không thấy nó áp dụng cho cuộc sống của mình. Nhưng mà qua ba, qua Nhật, Kelly đã hiểu được rằng là đi lễ, mình đi đến nhà Chúa cũng giống như mình đi gặp một người bác sĩ, họ chữa bệnh cho mình về thể xác, thì Chúa chữa bệnh cho mình về tinh thần, về tâm hồn. Đi lễ xong là Kelly cũng bớt giận ai đó, hay Kelly cũng bớt nóng tính, Kelly cũng bớt nhiều thứ lắm, bớt tự cao, bớt cái suy nghĩ tiêu cực. Cho nên vì thế đi lễ mỗi Chủ nhật, nếu mà đi được thì Kelly mời gọi và chia sẻ với các bạn nên đi. Đương nhiên phải chọn cái nhà thờ nào mà mình thấy phù hợp, mình thấy mình nghĩa là phù hợp đây không phải là, có nghĩa là nhiều lúc mà mình muốn gặp Chúa mà mình có những cái khó khăn, thì mình gắng tìm cái phương tiện dễ, không khó khăn để mình đến gặp Chúa. Và
soi sáng cho mình và Chúa sẽ giúp cho mình một cái tuần mới bắt đầu tốt hơn, đầu óc của mình cũng nhẹ nhàng hơn, tâm hồn của mình cũng bình an hơn để mình tiếp tục cuộc sống cho một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới, một năm mới và tiếp theo như vậy. Thì hôm nay đi lễ được một cái ơn nữa là cái ơn hiểu ra những gì Chúa dạy qua những lời hát trong ca đoàn và qua lời giảng của cha. Thì Kelly xin chúc tất cả quý cụ ông bà và anh chị em một ngày phục sinh hạnh phúc, bình an và cảm nhận được tình thương của Chúa và có Chúa trong cuộc sống của mình. Về sau thì cái buồn của tuần thánh Chúa chết là cũng giống như những cái nỗi buồn đau khổ của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mình có Chúa, mình có đức tin, mình cầu nguyện, mình nói chuyện với Chúa, mình xin Chúa như một người cha luôn đồng hành cùng mình, thì Kelly tin qua kinh nghiệm của Kelly là Chúa luôn hiện diện và Chúa sẽ giúp mình. Thì thôi nói dông dài nhưng mà ngắn gọn, Happy Easter, chúc mừng ngày Chúa phục sinh đến tất cả quý cụ ông bà và anh chị em, và xin hẹn gặp các bạn trong những video khác nhé. Xin chào các bạn.